Okay, so welcome back to my lectures, and now I have to record because I want to upload some videos on YouTube just for you to watch lectures again. If you miss some lectures and if you don't understand some points, so you can so watch the videos and try to understand more, okay? So can you hear me clearly, guys? Speak something. Okay, so English, I mean, you have to practice many times, a lot of times to improve your speaking and your English skills, okay? If you study with me in person, I mean face to face, I will force you to speak a lot, trust me. I spend 10 minutes to teach you English. Really, you can ask some other classes. I will force you to speak, "Hello everyone, my name is blah blah blah," and so on. But online lectures, I can't do that, sorry. Okay, so now we continue. So can I have to share my screen, right? Okay, so whole screen. It's a whole screen. Okay, so can you see that? Can you see my screen, guys? Okay, very good. So wait for me, I want to turn my stop sharing. I want to turn the video off and I turn this one on. Okay, because this okay, so now we continue with my lectures, and last time we finished with we finished here. Is that right, guys? To create a frequency distribution for discrete variables. Is that right, guys? Yeah, okay, so now we move on to the next point. B, here, we start with B. B for continuous variables. So, write them down and then I can explain to you. It's not difficult, try. Write it down. Wait for me. Okay, so here. Pop, 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 pop. Pointer, blazer, now pen, okay. Here, from B, write down, guys, for continuous variables. Last time, last lectures, we tried to create frequency distributions for discrete variables. And today, we continue with the continuous variables. So, still have there five steps. So, write down, guys, five steps and one. Write that, just copy it. So calculate number of classes. Calculate number of classes. And class width. So two informations we have to do. We have to calculate. So the first one is number of classes. So write down, calculate number of classes. And calculate class width. Okay, try. And you have to write two formulas here. The first formula is M. M equals 5 times logarithm as the base 10 time of N. 5 times logarithm 10 of N. And then we calculate k. K equal x max minus x min over m. Okay, and then you have to write this formula for me. Write that. And then you have to write some, some notes here. So hurry up, guys.
You have to write because you know after the lecture I will check the writing, I will check the notebooks. If you don't write, so you will lose your mark. Do you understand, guys? So write them down, and then I can explain to you. Maybe this point is difficult for you to understand, but try to write them down first. Okay, Haya? And you have to write two formulas, and then you have to explain what they are, and then you have to copy one note. Okay, and then I can explain to you to understand more. Do you finish, guys? Here, until here. Do you finish? Not yet? Guy, do you finish? Not yet? Okay. Hiya. Try. Smile, and try to write them down. Five steps. Step one is calculate the number of classes and class width. And tell me when you finish, okay? N is sample size, M is number of classes, X marks, X mean, very easy, K is class width. Okay, hurry up, tell me when you finish. Do you finish? Have you finished? Hiya, try guys, keep trying. Any sample size. M is number of classes we want to create, and X max is very easy, right? X max is maximum values, and X min is minimum values in the data set, so it's very easy to understand. And K is class width, so easy. Later I can explain to you, but now you have a. Do you finish, guys? Yeah, very good. So now here's the note for you. Increase M and decrease M and increase K. For example, if we calculate from this formula and we get, you know, M equal 5 to 2, so we just take M is 5. So we decrease it. And if m equal 5.7, so we still take m is 5. Do you understand? We decrease and we take the integers here. We don't care about the decimals and we don't follow the rounding rules in math. We just take the integers for m. Okay? Guys, if I calculate and if I got M equal 9.6, so what is M? Guys? 9, so we take 9. Okay, very easy. Next, when you do example, so you can understand it more. Okay, so now we move on step 2, step 3, step 4, and step 5. Okay, so now step 2, I can read for you to copy it, to write it down. Step 2, create a table. Create a table including class, remember including class, middle point, total frequency, and relative frequency. Remember, class, middle point,
totally frequency, and the final column is relative frequency. Okay, and after that we move on step 3. Step 3 is totally. Totally means we have to put in values into suitable classes, into a suitable class, putting value into a suitable class, putting values into a suitable class. Okay, step 4, tie up step 4, calculating frequency and relative frequency. So we have to calculate the frequency and relative frequency. So frequency we denote as small fi, and relative frequency we denote as big fi. And the final step is draw a frequency chart. I will show you later. Don't worry, it's easy. So I will show you step by step. So don't worry about that. Now, I want you to do one example. So you have to write them down. Example. There are 32 trees which are investigated. We investigate the 32 trees. And diameter results are as follows. I will show you later. Diameter results are as follows. And now the question. Now I want to ask you a question. Please create a diameter frequency distribution. Create a diameter frequency distribution. Okay? So I want you to create a frequency distribution for diameter. Do you finish, guys? Of course you finish, right? Because I'm reading. Do you finish? Say something, guys. Try to practice speaking English. I'm not a monster. I'm a teacher. I'm the teacher. I'm the friend. So don't be afraid of. Don't be afraid of. Okay, so talk to me. Do you finish? Have you finished? Not yet? Oh. High up. I'm waiting for you. So, step 2, we have to create a table including class, middle point, totally, frequency, and relative frequency. And step 3, totally. Step 4, calculating. And finally, step 5, we have to draw a frequency chart. Is that right? And example, and after that we will do example. So I will help you to understand. It's easy, don't worry about that. Do you finish? Have you finished? Okay. Yes, very good. So when you finish, you say something for me, please. You say, yeah, teacher, I'm finished. You have to say something, just inform me. Okay, so here's a table for you. Write down, write all up, observe down. But, hey guys, look at the screen. I want to show you how they measure the diameter and how they get data. Very easy. Firstly, they set up one plot like that. Okay, they go to the forest and then they set up one plot, and the plot size is maybe 20
5, 20, 10, 10, 20 meters, and 20 meters, for example. Yeah, so they set up one plot, okay, and then we go to inside and make the tree. Here's the tree, okay, and go to the first tree, for example. We go to the first tree and measure the diameter here. They call DBH, write down this concept, DBH, DBH. That means this one. That means diameter at breast height. Diameter meters. This word at breast height means đường kính ngang ngực. In Vietnamese, it's very common concept, very common definition. Diameter at breast height means đường kính ngang ngực, tức là đường kính mà mình đo ở cái vị trí ngang cái ngực của mình, gọi là nước ngoài nó gọi là gì, diameter at breast height. Cái khái niệm ấy cực kỳ là phổ thông đấy, em nhớ là khái niệm ấy sau này chúng ta sẽ phải rất là quen. Ở bất kỳ nước nào người ta đều dùng cái khái niệm. Ok, bây giờ thì các em chép cho thầy cái số liệu này vào. Đấy, người ta đến cây thứ nhất. So they go to the first tree and then measure diameter. And then they write down here, 6.1. After that, they go to the second tree. The second tree. And then measure this one, the next one. And they get 7.2. Okay, and so on and so on. So write down higher. And remember, this one is 10. This one is 11.5. So here is 1. 1, 1, 1, 1. And here's 7. Do you understand? So you have to recognize what is 1 and what is 7. So you have to recognize that. Tức là các trò phải biết là nhìn thì biết là số nào là số 1, số nào là số 7. Số 1 nó như thế này này. Đấy, số 7 nó như thế này. Cái người nước ngoài người ta hay ghi như thế. Số nào số 8, số nào số gì, số nào số 3. Số 8, số 3 thì các số đấy ghi vào. Số nào không biết thì phải hỏi thầy. Này là 9.8 này. Okay, so hurry up and finish copying the data. Finish copying data, hurry up. From number 1 to number 32. All of them, you have to write all of them down. Do you finish? Yes or no? Guys, do you finish? Yes or no? Not yet. Em có thể là nếu như máy của mình nó không ồn lắm thì có thể cứ bật cái mic lên, cứ bật sẵn lên như thế. Đến khi nào nói chuyện tí, tâm sự tí rồi đó. Đỡ buồn chán thế nào, cứ im thin thít thôi. Bọn này nó chọn cái cách này, nó cứ im, mồm nó cất đi đâu, lúc nào uống rượu thì nó mới nói nhiều, và lúc nào mà không uống rượu thì nó không nói nhiều. Được. Em tắt đi xong rồi bật lại vào lại nhanh nhé.
nghe không kịp. Cứ đến cái giờ học thì máy nó lại trục trặc đấy, còn cái giờ mà chơi điện tử thì nó lại không trục trặc đấy. Giờ chơi điện tử với giờ xem phim thì nó lại không trục trặc, mà cứ bao giờ mà đến giờ thì đến giờ học thì bắt đầu máy nó trục trặc. Các trò khác có thế không? À, cứ đến giờ đánh điện tử thì máy nó lại chạy nguột thế, còn mà cái giờ mà học bài thì máy nó lại chạy không nguột. Lại bị hỏng thế mới khổ. Chép nhanh lên, chép đến đâu rồi? Trung chép chưa, xong chưa? Trung, have you finished? Hoa, Yes. yes or no? Hoa, Hoa ơi, not yet. Infinite mạnh rồi, mạnh. Speaking next, I just finish. Okay, only me can speak English. Only me can speak Vietnamese. Okay, so it's unfair between teacher and student. Teacher can speak Vietnamese, but student can't. It's not allowed for student to speak Vietnamese. Okay, try, hurry up. And then I will show you how to create easy, don't worry. Hiếu, have you finished? Okay, very good. So hairstyle is very, very nice today. Hiếu. The hair, very nice. Okay, high up. Wow, did you finish? Linh, finish? Anh? Hương, Vinh. I'm done, but you don't inform me. Okay, so now I escape, and then I go to okay, so now tell me what is step one. Duyên, what is step one? Read for me. Step one. Say again. Very good. So write down, guys, write down. Step one. Calculate. Step one. Calculate number of classes and class width. Yeah, this one. Okay. And now I want to show you how to use this one. Okay. So firstly, I want you to tell me what is n, guys? Write down. N equals, guys, how many trees we investigate? It is n. Very good, mine. 32. Okay, write down. N equal 32, because we investigate 32 trees. Easy. High up. And after that, we use this formula and calculate m for me. Write again. M equals 5 times logarithm base 10 of 32.
Equals. Oh yeah, you have to use a handy calculator, or you can use Excel, or you can use the computers and so on. I don't care, but calculate for me. 5 times no grades 10 of 32 equals. Tell me. Oh yeah. 7.5. Okay, very good. Who's speaking? 7.5. Okay, check it, guys. Check it, check, check, check. Is that right? Turn the mic on, all of you. Turn mic on. Turn webcam on. Turn mic on. And interact. And tell me, is that right or wrong? Bật mic lên các cháu và nói cho thầy đúng hay sai. Trung Hiếu Linh, Mạnh Vân Hương, Vinh Văn Mai, Hoa Đức, bật mic lên, bật hết mic đi thì chẳng bật hết mic này, cứ để nguyên đấy. Hoa bật mic lên, Mai Hương lấy máy tính ra bấm này. Này toán trẻ con nó có biết bấm không? Mạnh, Trung, Hiếu, bật mic lên. Linh, Hương, Duyên, Linh, Khánh, bật cả mic cả webcam lên. Linh, không lúc nào được tắt webcam, cũng không lúc nào được tắt mic cả. Bật hết giống như thầy ấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp. Bây giờ chúng ta đi tính cái thằng K này nhá. So now we calculate K. So if we want to calculate K, we have to know X max and we have to know X min. So tell me, X max equals, look at to the data and tell me X mark equals. Say again. 30.5. Okay, thank you. Let me check it. Okay, so let me check it. Here, you can see. Okay, so here's the maximum. Right? Okay, here you can see the data. Through the data set, and then you will know this one is maximum. Okay, so maximum is set 13.5. Write down and X mean. Tell me X mean. Okay, very good, man. Okay, 6.1, right? 6.1, okay. 6.1. Now, I want you to substitute them to this formula and calculate K for me. K equals 13.5 minus 6.1 over... okay. Sorry. Guys. So, from M first. So we take M equals, what's M? Guys. Huh? M equals Y7. They're very good because we only take the integer here. So M will be 7. Okay, very good. M is 7. So here we over 7 and equals. Tell me. You can use the handy calculator very fast. 13.5 minus 6.1 over 7 equals. Linh, Duyên,
Duyên, what are you doing? Hoa, Khánh. Answer my question. Linh, Vinh, Văn, Hương, Hiếu, Trung. What is the result? One point zero five seven. Is that right? 5-7. Okay. Check it for me, guys. Check it. Link. Is that right? Right or wrong? Yeah. Okay. Very good. And then we only take K equals 1.1. Okay, write down. So we often take only one decimal. Take only one decimal. For me, only one. Do you understand? For K. And we often increase it. So K will be 1.1. Because after 0 is 5. Here, you see 5. So we make this one is 1. So K equal 1.1. Okay, very good. Now, do you finish? Here? Yeah, very good. Okay, now we move on to create the table here. The table. So wait for me. Here's the table. So draw a table for me. Step two, they said that create a table. Step two. Now we move on step two. They said create a table and the table has class. The first column is class. The second column is middle point. The third column is total. The next one is frequency and the final one is relative frequency. So you have to make it for me. Like that. Create. You have to use the ruler and the pen to draw one table with five columns. Class, middle point, total frequency, and relative frequency. And how many rows? One row, two, three, four, five, six, seven, eight, nine rows. So you have to create a table with five columns and 5 and 9 rows. Okay? Like that. High up. And then I will show you how to fill them out. How to fill columns out. High up. Class có nghĩa là tổ. Means tổ in Vietnamese. Middle point means giá trị giữa tổ. Middle, là giữa, point là điểm. So class means tổ, tức là nó có từ tổ đấy. Và M chính là số tổ. M là tổ, số lượng tổ. Middle point là giá trị giữa tổ. Totally là kiểm phiếu. F là frequency, là tần số, và big F là tần số lũy tích, relative frequency là tần số lũy tích,
Okay, do you finish? Have you finished? Không cần phải ghi những con số nào đây nhá. Em nhớ là không cần phải ghi con số đâu. Mà chỉ cần cái bẻ kẻ một cái bảng khung trắng thôi. Okay. Have you finished? Okay, so now look at to the screen. Guys, look to the screen and I will show you to understand how to make these numbers. This okay. Look at to the screen. So here they call class 1. This one they call class 1. This one they call class 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yeah, 7 plus. Because M, remember, because M is 7. So that's why we have. Because M is 7. 7 is number of classes, means not số tổ. So that's why we got 7. For the class 1, we start with minimum. This one is minimum. Write down. Take some note. It's X mean. Remember, this number is X mean. So 6.1. The first class starts with mean, okay, X mean we put there, and then we take this one. How to get this one? So we plus K, so we got this one very easy. K, so look at to my screen. Look at to my screen. Minimum, here's the X minimum, here's K. And here's X mean. Okay, so we plus K, so we got this one. And then we plus K, we got this one. And then we plus K, something like that. Very easy. So now you understand. So K, because K equal 1.1. Okay, so we just take one digit, but in this table, so they take two decimals, but I recommend you to use only one decimal. It's easier. So K equal 1.1, so 6.1 to 7.2, okay, and from 7.2. For the class 2, from 7.2 to 8.3. This one from 8.3 to 9.4, and so on and so on and so on. So do it. Do you understand, guys? Guy ơi. Yeah, easy. We just, tức là độ rộng của tổ ta, tức là mình cứ lấy giá trị cận trước cộng với K thôi. Cái những cái số này này, em nhớ thầy đang vẽ nhìn. Những số bên trái này, người ta gọi là giá trị cận dưới. So these numbers are called lower limit. Tiếng Anh gọi như thế. Tức là giá trị cận dưới lower limit. And this number they call upper limit. Upper tức là giá trị cận trên. Upper limit. So remember, lower limit and upper limit tức là giá trị cận dưới và giá trị cận trên của các cái tổ. Ok, so write them down. Tức là mình cứ lấy cận dưới cộng với K thôi.
Và vì thế nó mới gọi là ca, nó mới gọi là độ rộng của tổ như thế, độ rộng của một tổ, độ rộng chứ mà từ thằng này chạy đến thằng kia đấy. Thì cộng các em cứ cộng với 1.1, 1.1 cộng ấy, nhanh ấy. Do you finish? Okay. Yes. Okay, very good. So the final one is 4, 9.4, 10.5, 10.5, 11.6, 11.6, 12.7, 0.7, and 8. Is that right? The final, I mean the upper limit of class 7 is 30.8. Is that right? The upper limit of class 7. Có phải là cái giá trị cận trên của tổ thứ 7 là bao nhiêu? Giá trị cận trên của tổ thứ 7 bằng bao nhiêu em ơi? Hả? Thầy chả nghe thấy cái gì, bật mic, bật miếc lên xem nào. Mẹo thế nào, thầy chả nghe thấy cái gì. Ừ? 13 point. Point 8. Tức là các em không phải là các em chép cái số này đâu. Cái bọn này học hành kiểu gì nghe không hiểu à? Tức là những cái con số ở bên dưới này này là người ta lấy cái k nó giá trị khác. Còn k của mình bây giờ là bằng 1.1. Thế thì 1.1 thì bây giờ mình phải lấy 6.1 cái bọn này học mới hành. 6.1 lại cộng với 1.1 thì ra bao nhiêu? Hả? 7.2, xong rồi từ 7.2 cái tổ tiếp theo ấy là nó lại nối tiếp, nó lại chạy tiếp từ 7.2 đến bao nhiêu? Cộng với 1.1 này này. 7.2 cộng 1.1 này thì ra bao nhiêu? Đó, và cứ như thế. Ồ, tổ thứ ba là từ 8.3 cho đến 9.4. Thì cái tổ cuối cùng này này nó sẽ là chạy từ đâu đến đâu? Tổ cuối cùng là bao nhiêu? Sao 13? Các bạn khác nói thầy nghe nào. Tổ cuối cùng nó chạy từ đâu đến đâu? Ok, Linh. Linh. Bật mic lên. Cả lớp bật mic hết lên hay bật hết mic lên? Không cần phải tắt cái mic đi làm gì cả. Cái tổ cuối cùng ấy nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Học dễ như thế mà đi. Học cái khác nó còn khó hơn nhiều thì hiểu thế nào được? Mỗi một cái là không hiểu thì phải nói không hiểu để thầy chỉ cho hiểu. Cái tổ cuối cùng là tổ 7 này, nó sẽ chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thế bây giờ thầy hỏi là cận trên của tổ thứ 4 ấy là bao nhiêu? Mười cho mấy? Cận dưới của tổ thứ hai là bao nhiêu? Thế bật hết mic nhá. Vinh, Mai, Hương. Học mới hành chương trình tiên tiến với cái gì mà thành chương trình tiếng Việt. Ok, anh nhớ là cái cách mà tạo ra cái tổ tổ này này là như thế. Cái số đen đen ở bên dưới là người ta lấy hai cái chữ, cái k này này là người ta lấy hai chữ số sau dấu phẩy, tức là người ta lấy là 1.1 thế này đó, hay là 1.0 mấy đấy, 0.6 hay 0.5 gì đấy thầy không biết, 0.6 thì phải, nó lấy không phải 1.06 thì nó mới ra kết quả dưới. Nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy cái k này này là một chữ số sau dấu phẩy thôi.
thì nó tính như thế, tổ đầu tiên nó chạy từ giá trị nhỏ nhất, xong đấy cứ cộng với k, nhìn một cái hình vẽ đây này, đây là cận dưới của tổ đầu tiên, thì cứ cộng với k nó ra cái cận trên của tổ đầu tiên. Cận trên của tổ đầu tiên chính là cận dưới của cái tổ thứ hai, nó chính là cận dưới của tổ thứ hai đây này, xong cứ cộng với k thôi thì nó ra cái cận trên. Vân, bật mic lên. Hoa, đã hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái cách để tạo ra được cái, các giá trị của cái cột giữa tổ này. Giữa tổ thì ghi vào vở, nó chính là trung bình của cận dưới cộng với cận trên chia hai ra. Lại tắt cái mic đi. Vâng. Hoa, middle point, middle point equals lower limit plus upper limit. Văn, ghi vào vở. Upper limit divided by 2. Học hành như thế mà những cái môn khác thì học thế nào? Ngồi ngồi cưỡi tên lửa xem hoa, ngồi ngắm vớ vẩn vậy thì được cái gì vào đâu? Bố mẹ thì bỏ ra bao nhiêu tiền để đóng cái chương trình tiên tiến này, đóng nhiều tiền lắm đấy chứ không phải ít tiền nữa phải không? Mà ngồi đấy mà viết lách mới gật gù như đúng rồi ấy. Tiếng Anh thì không đâu với đâu. Tháng thì đóng không biết bao nhiêu tiền. Middle point is the mean or average of lower limit and upper limit. It's just average. So middle point equals, write out, lower limit plus upper limit, sorry, upper limit divided by 2. Đấy, bây giờ thì tự ngồi tính nhé, toán trẻ con những cái gì rồi viết vào. Lấy 6,1 là cộng với 7,2 chia 2 xem nó được bao nhiêu. Lấy cái máy tính nhá. Sáu phẩy một cộng với 7,2 chia 2 thì được bao nhiêu? Mồm. So text only one for me, only one decimal for me, one decimal. 6 point what? Okay, 60, 65. Okay. We can say 6.7. We only text one decimal. 6.7 is okay. It's acceptable. If you want, you can write two decimals, but I only recommend you to text only one decimal. And then calculate the next class for me. 7.2 plus 8.7.2. How to erase this one?
Okay, so take this one. Here's 6.1, 6.1, and here's 7.2. So plus and then divide by 2. So we got this one. And continue to calculate it. Next point, so we got 6.7, right? Okay, and the next one, the next middle point, what it is? Tell me. Okay, 7.75, very good. So 7.8, you can say that. Next one. Next. Guys. Okay, 8.9. Okay, very good. Next. Next. Next, guys. Chi, tell me. Yes, tell me. The next one, the next middle point. Huh? Why is 10? Chi? Nhà bạn nào mà ở gần cái máy bay ấy thì tắt cái mic đi. Ok, Chi? Chi? Nói tiếng Việt. Cái... Nói lại cho thầy nghe nào. Bây giờ nghe thấy rồi em nói đi. Thầy vừa hỏi gì em là giá trị giữa tổ của tổ tiếp theo, cái giá trị giữa tổ của tổ tiếp theo cái bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Chín chấm mấy? Bằng 9 phẩy mấy? Không có tổ này cơ mà, đây mà cái tổ này cơ mà. Từ từ thầy xem nhá. 7,2 này là 7,2 đến 8,3, 8,3 đến 9,4, 9,4 đến 10,5. Chí, nhìn lên trên màn hình, tính như thầy 9,4, cận dưới là 9,4, cận trên là 10,5, vậy thì cái giá trị ở giữa này là bao nhiêu? 9,95, ok. Thì nghe được 9,95 thì thành sao nó lệch nhiều nhỉ? À đúng rồi thì sao? 10 đúng không? Tiếp. Chung. Tiếp theo, số tiếp theo. Mười một chấm một đúng không? Hiếu. Chấm phẩy hai. Duyên.
Duyên. Ok, very good. Ok. Bây giờ chờ thầy một chút, thầy sẽ dỡ dối các em để cho các em dễ nhìn. Thầy sẽ tạo nên một cái Excel. Một file Excel để cho dễ nhìn nhé. Em nghỉ ra chơi đi. Ra chơi 10 phút xong rồi tí nữa tao học tiếp. Em nghỉ ra chơi đi.
Vâng, bác tôi chiều đã đi được xe ô tô chưa? Nhưng mà cái chỗ ở ngoài kia cái xe bồn nó đi nó chụt xuống thì có đi được không? Ngoài đường ấy. À vâng, tức là cậu sợ là cái vì cái xe tải nó nặng ấy, nó thụt cái chỗ mà trước cái miếng bê tông ấy. À tức là giờ các anh các chị xem tức là đi ô tô của mình qua được không ạ? Vâng, chiều cậu đi. Còn nếu không thì tưởng chưa đi được thì thôi chiều. Vâng. Chiều đi rồi. Vâng, tưởng là bác không đi. Đi à? Vâng. Ok. Em đâu vào học đây. Tôi tỉnh lên xem nào, cố lên, tiếp nữa thôi, bật hết mic webcam đây. Bật hết lên xem nào. Người học nói tiếng Anh nhiều vào. Học thì mỗi một tháng đóng thì không biết bao nhiêu tiền. Giờ một tháng đóng là gần bằng một phần mấy lương của thầy đấy. Lo mà học hành nó cẩn thận vào. Ok, so now. I want to share my screen. Now here, Tony. Now we move on. The third step is called Tony. Here, Tony, meaning we have to put values into suitable classes. Okay, so now I want to help you how to do it. So the first venue is 6.1, 6.1, and the second venue is 7.2. 6.1 and 7.2. Okay, now so remember guys, take some note. So the first venue is 6.1. The first venue is 6.1. So we put it because 6.1 is equal to this one. So we tick to the first column. Tức là cái giá trị nhỏ nhất ấy, thì các em tích cho thầy vào cái tổ đầu tiên, tổ 1 này, tổ 2, tổ 3, tổ 4. Riêng cái giá trị nhỏ nhất ấy, thì chúng ta làm như thế, chấp nhận như thế. Okay. Tiếp. Bây giờ thầy mới hỏi nhé. Là giá trị cái cây thứ nhất ấy, thì nó to là 6.1 nên là các em sẽ cho nó vào tổ thứ nhất, tích vào tổ thứ nhất là một cây. Bây giờ thầy hỏi cây thứ hai ấy, nó có đường kính là nó có đường kính là 7.2. Vậy mình sẽ cho nó vào tổ thứ hai hay tổ thứ một? Theo các em ấy. Mồm. That's too very good, because you can base on 6.1, so you can refer that 7.2 belongs to class 2, very good. How about others? What do you think? It belongs to class 1 or class 2? Class 2, okay. Very good, because you base on 6.1. But remember, guys, look at to my screen. Remember?
We have the rules when we do tolling. The first rule, we take the equal is upper limit. Here's lower limit. But the second rule, we take the equal for lower limit and less than upper limit. So I call rule 1 and rule 2. So normally in many cases, in many programs, they use rule 1. Remember, rule 1 is more common, more popular than rule 2. Okay? If we take rule 1, meaning 7.2 will belong to class 1, because equal is over here. Meaning for the first one, is greater than 6.1 and less than and equal 7.2. Next one, greater than and less than or equal to 8.3, so on. So if we follow this rule, so 7.2 will belong to class 1. Okay? But if we follow rule 2, so 7.2 will belong to class 2. Okay, do you understand? Em hiểu? Nếu mà mình theo cái quy định mình theo cái quy định 1 này, tức là lấy dấu bằng ở cận trên, thì các trò sẽ cho cái thằng 7.2 này vào tổ 1. Còn nếu như mà mình theo cái quy định, theo cái nguyên tắc 2 này thì dấu bằng là cận ở cận dưới. Em nhìn thấy dấu bằng cận dưới thì 7.2 nó lại thuộc vào tổ 2. Đấy, do đó mà tùy các em nhé, khi mà mình bắt đầu làm ấy, khi làm nghiên cứu hoặc khi làm với thầy hay làm bất kỳ công trình gì hay là học vân vân, thì mình phải thống nhất là lấy dấu bằng ở cận trên hay là lấy dấu bằng ở cận dưới. Và cái dấu bằng ở cận trên ấy thì là nó sẽ phổ biến hơn, và đa phần các phần mềm ấy, hoặc là các trường hợp nghiên cứu thì người ta thường lấy dấu bằng ở cận trên chứ người ta không lấy dấu bằng ở cận dưới. Nhớ thế. Thế thì ở đây thầy cho ta cũng sẽ theo cái nguyên tắc là lấy dấu bằng ở cận trên chứ không lấy dấu bằng cận dưới. Nhưng vì là cái nếu như thế thì 6.1 này mình không vứt đi đâu được. Đúng ra là nó sẽ đẻ thêm một cái tổ bên trên này nữa. Nhưng mà vì 6.1 nó không vứt đi đâu được nên chúng ta cho nó vào cái tổ 1 này. Chấp nhận thế. À, riêng cái tổ 1 này thì mình lấy hai dấu bằng ở hai cái cận như thế này. Đó. Chấp nhận như vậy. Còn tất cả những tổ sau thì các trò làm theo cái nguyên tắc là lấy dấu bằng ở cận trên như thế này. Đấy, bây giờ thì làm đi. Thử tự kiểm phiếu nào. Ví dụ cây có giá trị là 7.2 thì các trò lại tích thêm vào cái ô này. Sau đó mình lại xem tiếp là cây thứ 3. Đấy, cây thứ 3 là 10. Cây thứ 4 là 11.5. Vậy cây thứ tiếp theo là 10 thì mình cho vào tổ nào? 10 thì mình lại cho vào tổ thứ 4 này. Bởi vì là nó nằm ở trong cái khoảng này. Đấy, tức là 10 nó lớn hơn 9 và nhỏ hơn 10.5. Nên ta lại tích vào đây một khoảng. Và xong đấy lại 11.5. 11.5 thì nó sẽ thuộc vào tổ 5 này, vì nó lớn hơn thằng này, nhỏ hơn thằng này. Đấy lại tích vào đây. Đấy, cứ thế, cho làm đi. Đấy, tự làm ở trên vở của mình đi nào. Đấy, cho đến hết 32 cây thì thôi. Cứ một tay thì sờ vào vở, nhìn vào cái bảng số liệu ấy, đấy, bấm vào đấy hoặc đánh dấu đấy. Xong làm từng cây, từng cây, từng cây. Đấy, chứ không phải là gì, không phải là chúng ta cứ đếm cây đâu nhá, không phải. Mà cứ làm từng cây một, từng cây một, từng cây một. Đấy, cái đó người ta gọi là tally, tức là kiểm phiếu. Tức là đưa cái giá trị vào cái tổ thích hợp. Đấy, ok, so now I go back to the next one is 7.8 and 8.7. 7.8, so 7.8, 7.8, so it belongs to class 2 because it's greater than 7.2 and less than 8.3. So we take 1 here. Now we move on 8.7. 8.7 belongs to here. So because 8.7 greater than 8.3 and less than this one. So we take here. And so on and so on. So 3 by 3, 1 by 1. So you have to finish up. So
So that is called tolling. So we have to put venues into suitable classes. You have to compare the venue with the lower limit and upper limit. And based on that, you will know which class the venue belongs to. Okay, so keep going, going and going and going. And tell me when you finish. Hay ạ. Chịu khó học hành vào. Mỗi một kỳ là đóng nhiều tiền lắm. Mà học thì cái tiếng Anh ấy là rất là tốt và rất có lợi cho tương lai của mình. Phải chịu khó học vào. Thì sau này mới có cái mới kiếm cơm được. Mới có cái mà đút vào mồm ấy. Chứ không phải là bố mẹ mà cứ theo chân mãi để nuôi mình được. Phải chịu khó ngồi vào. Chưa ngồi nóng đít thì suốt ngày nhấp nha nhấp nhổm. Học thì chưa học được mấy chữ, lúc nào cũng buồn ngủ, mới là điện tử, mấy cái gì thôi. Bố mẹ ở nhà thì tưởng là chăm chỉ học hành lắm. Lên trên trường thì chỉ có chơi, mới ngủ, mới điện tử, phim, mới yêu đương. Cà phê, cà pháo, rượu ốc, trà chanh, dân phố. Tiền đóng thì nhiều. Tiếng Anh thì không chịu rèn. Nói thì dặn mãi mới ra được một từ. Ngồi mà thực hành cái tiếng Anh lúc rỗi hàng ngày hoặc cuối tuần, mỗi cuối tuần phải học một chút, vì không nó liên quan đến thi chuẩn đầu ra. Cái chương trình của các em là chuẩn đầu ra, nó phải thi yêu cầu là B1 hay B2 gì đấy phải không? Hay là IELTS mấy chấm đấy, đúng không? IELTS mấy chấm? Thế á, cao thế à? Mình nghĩ là chưa chắc đâu, nó chỉ tầm khoảng độ 4.5 hoặc 5 chấm thôi. Mình nghĩ thế, khoảng cái 6.5 thì cao quá, không ai đạt. Đấy, thế mà còn không chịu lo mà rèn đi. Mai kia mà thử sang Tây nó học xem nó dã cho rồi. Tué khó, tué cứt vãi đái rồi chứ không phải vừa đâu. Tây nó học, nó bắt học kinh, nó không chỉ như kiểu chỉ từng bước như mình thế đâu. Cái ông giáo ông chỉ giảng ở trên, ông ấy liên thuyên bắn tiếng Anh ầm ầm. Xong kệ mẹ ai mà thích hiểu, hiểu không hiểu thôi. Kinh lắm. Chứ nó không có như kiểu mình đâu, mai kia cứ thử xong, học xong đây chịu khó tìm học bổng để đi học thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh ấy. Xem thử xem nó giảm cho nó bắn nó ầm ầm luôn, chóng hết cả mặt như người đùa. Lúc đấy nó không biết tiếng Việt đâu, không phải là này, thưa thầy em không hiểu thì giải thích cho em tiếng Việt, nó bảo mày về Việt Nam mà học nhá. Xong chưa? Okay, very good. So now, show me the final result for you, Mike. I mean, for the first class, how many trees? Okay, second. Three. Okay, wait for me. Wait. The next one. No, third, in the third one. 4, 3, okay, very good. Next one. Nine, two, oh, very lot. 5, and then 4. Okay, next. Ten, okay. Ten. Okay, next.
Three. Only one. Okay, thank you. Very good. So other student, check it. Check my results. Is that right? Is he right or wrong? Check it. Guy. Vân Linh. Khánh Văn. Tell me. Mai Duyên Hoa, Hương, Vinh, Vân. Turn the mic on and tell me, is that right or wrong? Nào, cái bọn này mic nó ở đâu, mồm nó ở đâu rồi, xem là cái kết quả của bạn giống như sao. Hả? Is that right? Vân. Is that right or wrong? Hương ơi. Is that right or wrong? It's right. Vinh. Is he right or is he wrong? Vinh ơi. Vinh. Opinion. The reason. Compare the reason. And look at to the screen. Tức là nhìn vào cái kết quả của mình với cả kết quả của bạn ở trên màn hình như thế. Thì nó đúng hay sai chứ còn cái quan điểm gì nữa. Không có quan điểm gì ở đây cả. Hai cái thằng ấy chỉ việc so sánh kết quả với nhau xem trả lời nó đúng hay sai thế thôi. Bạn đúng hay bạn sai kiểm tra thầy xem. Right? Is that right? Yeah, okay. Very good, thank you. Now we move on to the next step, step 4. Step 4, you have to calculate this one and calculate this one. So very easy. For frequency, so we got here, look at the screen. 2. Here. 3. Here. 4. Here. 9. And here. 10. And here. 3. And here. 1. So N will be 32. It's the sum of the. Write down, guys, write down. For frequency, it's very easy. We just take the Tony result and convert to the numbers. So very easy. 2, 3, 4, 9, 10, 3, 1, and the total is 32. Okay, so now I want you to calculate big FI for me. Do you remember? Do you remember the way to calculate it? To calculate relative frequency. Tell me, do you remember the way? Tell me the result. That's the second class for the second class for frequency, not for relative. Very good. Very good. So calculate it for me. Write the results on big FI, on relative frequency column. Write down. So here is, yeah. Very good. Which one? Yeah, I know, but which class is different? 5, 6? Tổng mấy?
Rồi kết quả của trò không không giống với bạn ở tổ mấy. Many hả? 3, 4 and 6. Okay. What is 3? What is the reason for class 3? Oh really? 6 here. Okay. How about class 4? Ah, okay. Yes, 8. Oh. Tức là trò đã dùng cái nguyên lý là dùng dấu bằng ở cận trên chưa? Hay là dùng dấu bằng ở cận dưới? Ở cận trên à? Thế các bạn khác thì ra kết quả giống như Mạnh hay là giống như Linh? Hiếu? Giống ai? Ơ cái bọn này nó cứ bật mic tất cả nên không cần tắt đi xem nào. Sao nó cứ tắt cái mic đi làm gì nhỉ? Giống kết quả của Mạnh hay kết quả của Linh? Để nguyên cái mic ấy. Chí. Đang có người làm việc thì nó có phát ra âm to lắm đâu mà phải lo. Nó bé bé thì không việc gì hết. Yên tâm đi. Các bạn khác, Duyên, Hương. Duyên ơi. Duyên ngồi đọc cái chuyện hay là xem phim gì mà chung với kết quả các em giống ai? Bật cái mic lên. Cứ tắt cái mic đi làm cái gì nhỉ? Trong phòng có mỗi một mình mà cứ tắt cái mic đi. Không gọi là lớp, gọi là tổ. Tổ thứ 3 và tổ thứ 4 thì em giống không? Giống ai? À giống bạn Linh à? À. Ok. Thế bây giờ chúng ta tí nữa chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhá. Ok cứ để đấy. Tí nữa chúng ta sẽ thử kiểm tra bằng máy xem. Xem ai đúng. Để nguyên đây đã. Bây giờ thì các trò thử dùng số liệu của bạn Mạnh. Cứ lấy cái số liệu này đã. Tạm lấy cái số liệu này. Sau đó các em tập tính cho thầy. Hoặc là dùng số liệu của mình tập tính cho thầy lại cái tần số lũy tích này. Tính ấy. Có nhớ cái cách tính lũy tích không? Dễ đúng không? Như bạn Mạnh nói đây. So the first class we take Fi. So it is 2. And the second one we take big Fi. And plus 2 this one. I mean the second class frequencies of the second class. And then we got Fi here. And next one is 9. Next one is 18. Next one is 28. Next one 31. And the next one is 32. Okay, so do you understand? Cách tính của cái tần số lũy tích không? Ừ, dễ thôi. Chỉ cần chú ý nhớ cho thầy cái tổ đầu tiên thì mình thì mình đưa nó thẳng ra. Có nghĩa là nó bằng cái tần số bình thường. Xong đấy mình cứ cộng với cái thằng tiếp theo này này, cộng với thằng tiếp theo này nó ra. Hiểu chưa? Cái bọn này nó không nói gì đâu nhá. Ok thì cứ tạm để kết quả này tí ta kiểm tra bằng máy xong. Bây giờ thì các em chuyển sang bước thứ 5 là vẽ cho thầy cái biểu đồ đi. Thì biểu đồ nó vẽ như thế này. Đấy tự ngồi vẽ cho thầy xem nào. Cái trục ở bên dưới này là trục Y. Cái trục XY đấy, tức là giá trị giữa tổ đấy. Xong cái trục này là trục FI. Đó, chính là cái F nhỏ ấy. Thế thôi, xong mình chia ra thôi. Đó, và đây là nhớ là giá trị giữa tổ thì cái giá trị này nó khác một chút nhá. Cái thằng này là 6 chấm mấy ấy. Để tôi xem. Giá trị giữa tổ 6.7. 6.7 này. 7.8 này. Đấy cứ như thế. Làm đi.
tự vẽ ra thầy, vẽ cái trục ở dưới là x, cái trục kia là y. Đấy, xong đấy mình thích vẽ ở dạng đường cũng được, mà vẽ ở dạng vùng cũng được, à, tức là vẽ ở dạng cột thế này cũng được, là mình chấm một cái xong vẽ cái cột thế này. Đấy, cái này gọi là dạng cột. Còn thích vẽ đường cũng được, đường thì mình nối lại các điểm lại với nhau thôi. Đấy, mình có những cái điểm như thế này xong nối lại với nhau thì nó ra cái gọi là dạng đường. Thầy thầy thích các em làm cho thầy cái dạng cột hơn, làm cho thầy dạng cột nó, tí nữa nó đẹp. Thế làm đi. Đấy, bước thứ năm là vẽ biểu đồ đấy, người ta bảo vẽ biểu đồ đấy thì rất dễ như thế thôi, vẽ đi, không hiểu cái gì thì hỏi thầy nhé. Đấy, nhớ là vẽ cái trục hoành của nó là các giá trị giữa tổ, thì chỉ việc vạch ra 7 tổ đấy, 7 cái giá trị giữa tổ. Đấy, xong đấy trục FI thì căn cho thầy là nhìn vào cái cột FI này này. Đấy. Xem cái giá trị lớn nhất của nó là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là 10. Vậy thì mình sẽ ăn án khoảng khoảng 10 ở đây, hoặc là 11, 12 đấy. Khoảng 10 rồi chia đều ra. Nhớ là võ đầu tiên ở đây là 10. Đấy, xong đấy chia đều ra thôi. Nhớ thế, chia đều ra. Xong đấy mình chấm nó. Như toán trẻ con ngày xưa, như cái buổi trước thầy dạy dễ. Xong đấy bắt đầu chấm điểm, thì tổ thứ nhất mình được 2 cây, tức là FI bằng 2, thì mình chấm vào đây gióng lên, ở đây là 2 đó, gióng lên đây là 2. Xong lại tổ tiếp theo cứ như thế thôi, có hiểu không? Tự làm được đúng không? Ừ, tự làm đi. Để vẽ nốt cái biểu đồ ở bên trên này của thầy là nó không đúng lắm đâu nhé. Bởi vì cái số liệu của thầy là thầy lấy cái giá trị giữa tổ là 1,06, nên là nó sẽ lệch so với các em là lấy giá trị giữa à lấy à, giá trị mà độ rộng của tổ là 1,06, các bạn thì lấy là 1,1. Thầy thì thầy khuyên là lấy cái 1,1 thôi cho nó dễ làm, nó có một số so với phẩy thôi thì nó dễ hơn. Đi không bao giờ đi rồi. Vâng, trăm không biết, nhà bà thì không biết thế nào. Vâng, lúc đấy lại tưởng nhà bác không đi, không thì cậu đi hộ. Vâng. Trung ơi, Trung tắt cái mic đi Trung ơi. Trung đang ở nhà 6 tầng đúng không? Nhà 11 tầng ấy, nó Ok, so links five, right? Ok, that's good. Tức là kết quả của bạn Linh là đúng, còn kết quả của bạn Mạnh thì đang bị lỗi gì đó. Ok, tốt, không sao cả. Cảm ơn cả Mạnh và Linh. Các em làm và tí nữa chỉnh lại, tự mình chỉnh lại nhá. Các em sẽ phải tự nhà về nhà mình xong tự kiểm phiếu lại, chỉnh lại xem à Linh đúng thì đúng cái gì, sai sai cái gì. Dễ mà, có cái gì làm nhanh. Tự ngồi về nhà mình kiểm phiếu lại như màn hình của thầy bây giờ để thầy xem cái màn hình. Dạy cái online này thầy ghét thế nhé, vì là thầy cũng chỉ được cho. Đấy, bây giờ các trò sẽ phải về nhà tự làm lại cái kiểm phiếu này. Đấy, tức là cứ cái cây nào mà nằm trong khoảng nào thì mình tích vào cái tổ tương ứng, sau đấy mình tính lại thôi. Đấy, thì kết quả của bạn Mạnh bảo bị lỗi, và kết quả bạn Linh đúng. Linh đọc lại cho thầy kết quả Linh. Chờ thầy thì chờ thầy.
Ok, Linh đọc lại cho thầy cái kết quả kiểm phiếu nào. Tổ ok. Chứ ok, wait. Ok, two. Ok, thank you. Last two. Three, ok. Four. What? Say again. Eight. Nine. Eight. Okay. Six. Five, ten. Next. Next. One. Okay, very good. So here's two, and here's three, and here's six, here's eight, here's ten, here's two, and here's one. Okay, very good link. Okay. So guys, you have to correct the results. Các em phải chép lại kết quả đúng này, xong đó thì ngồi vẽ biểu đồ cho thầy. Vẽ xong biểu đồ chưa? Vẽ xong biểu đồ chưa? Ok, vậy bây giờ thầy cho ta sẽ học cái cách làm bằng gì? Bằng mini tab. Bây giờ bật cho thầy mini tab đây nào. Bây giờ thầy sẽ dạy bằng cái cách học bằng bằng mini tab nha, cách làm mini tab. Bây giờ các em bật mini tab ra thầy. Đấy, như thầy đang đang có đây. Rồi sau đó các em nhập cho thầy cái số liệu vào cho thầy. Phải nhập cái số liệu mà người ta điều tra ấy. Đây là số liệu này. Đó. Đấy, các trò có thể thu bé bé hai cửa sổ lại. Ok, so now you have to input the data. Here's TPS. And then we have 6.1, 7.2, 10, 11.5, 7.8, 8.7, 9.3, 9.4, 10.7, 11.5, 8.9, 9.3, 10.2, 12, 30 point what, guys? 30.5. 5, 10.6, 9.8, 9.9, 10.7, 11.2, 7.5, 10.7, 10.7, 10.7, 11.2, 11.2, yes, 7.5. 7.5, ok. 9.8, 10.2, 8.8, 8.8, 7.3, 7.3, 9.5, 10, 11.5, 10.6, okay. Okay, so hurry up and input the data for me, all of them to one column like this. Check it. Okay, so I have to check it. 6.1.
con đang học, sắp xong rồi, tí nữa. Chờ con tí. Con đang học, thầy ông quát loạn lên, ông ấy bảo là đóng nhiều tiền học phí của bố mà học thì không chịu học, nên bây giờ con phải ngồi học hết đi đã. Ok, các trò nhập vào cho thầy đi. Nhập hết cho thầy. Đấy, xong. Nhập hết chưa? Thêm mấy phút nữa. Nhập hết chưa? Nhập hết cái số vào mini tab chưa? Done. Finish. Yes, okay, very good. Now, I want you to save it. I mean save first. Save. Click on save here. Save. And then you have to choose where to save. I want to choose D. I want to, no, E. I want to choose this one. I want to do this one. And statistics, lecture notes. Where's my data? What to say? Lecture note here. EBS data. Okay, I save it. I have to click on save. Okay, so okay, so the next step I want to show you, recode, write down. You have to recode EBS. Write down. I will write here. Step one. You have to recode EBS. Write down. We have to recode. Recode có nghĩa là mã hóa lại. Tức là mã hóa lại, tức là hiểu một cách đơn giản là nó sẽ cắt cái số liệu chúng ta ra thành các tổ. Cả cái dãy số liệu đấy bây giờ chúng ta sẽ phải cắt ra thành các tổ. Gọi là recode EBS. Okay, bây giờ em ghi này vào trong mini tab. Okay, so in mini tab we have to go data and then we choose record and then to numeric. Write down, guys. Go to data, write down data, and then choose record. Then choose two numeric. Have you finished? Guy ơi. Yes, how you are? Go to data and then go to record and then two numeric. Okay, click on that and then click it. Okay. Okay, and after that you click on DBS, click on that and select, or you can double on DBS. You can double click on DBS. Okay. And then you can see here, guys, look at to the minimum and maximum. So they will show us minimum is 6.1 and maximum is 13.5. Exactly what we got when we do exam. Okay, after that in methods, look at to the methods. So you have to click here and choose range of venue. One, you have to choose record ranges of venues. Write down.
methods, you have to choose record, renders of venues. Okay, write down and then do it. Write down and then do it. Okay. 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 And then you can see the lower endpoint, upper endpoint, and record. So here is lower limit, and here's upper limit, and here's middle point. So you just type it based on this one. Here. Here. So lower limit is 6.1 and 7.2 and 6.7. So we just type 6.1, and here we type 7.2, and then we type middle point 6.7, and so on and so on. Ah, yeah, next one 7.2, here 8.1, here. No, 8.3. And here it's 7.8. It's 8.3. And here 9.4. And here it's 8.9. So what? Yeah. 9.4. And here's 10.5, and here is 10.0, and here 10.5, here 11.6, and here 11.1, and next one 11.6. 12.7, 13.8, and 13.3. Okay. So do it for me. Lower limits, and say call lower endpoint. Upper limits, they call lower upper endpoint, and we call that venue is middle point. So you can lower limits, upper limits, and middle point. Lower limits, upper limits, and middle point. Try to. Keep trying. Do you finish? Các em có hiểu không? Tức là mình sẽ tự mình điền cái giá trị giữa tổ vào đây. Giá trị cận dưới này, cận trên này, xong rồi giữa tổ vào đây. Cái mà mình đã tính rồi đấy. Đấy, mình điền vào đấy thôi, cứ các tổ, tức là giá trị cận dưới này, xong cận trên trong giữa tổ, hoặc cận dưới là cận trên trong giữa tổ, mình cứ làm như thế. Làm hết chưa? Hết rồi hả? Hết chưa em ơi? Ok, so tức là một cái điểm tiếp theo là các trò sẽ chọn cho thầy nhé. Hai cái này này, trong mục là endpoint to include, nhớ là đầu chuột thầy đang chỉ, endpoint to include, đầu chuột thầy đang chỉ, thì các trò nhớ là nó có hai cái mục này, thì đấy chính là hai cái nguyên lý mà thầy dạy đấy. Nếu ta chọn cái trên này, chọn lower endpoint only ấy,
là dấu bằng nó sẽ lấy ở cận dưới, ghi đi. Tức là nếu mà cái này này mà lower endpoint only là dấu bằng nó sẽ lấy ở cận dưới, nó nguyên tắc là lớn hơn hoặc bằng rồi nhỏ hơn ấy. Còn nếu như mà cái upper endpoint này là lấy dấu bằng ở cận trên, nếu các em mà chọn cho thầy là upper endpoint only là nó sẽ lấy dấu bằng ở trên, bỏ dấu bằng ở cận dưới, tức là nó sẽ lấy là lớn hơn xong đấy nhỏ hơn hoặc bằng, hiểu không? Vậy thì là ta sẽ chọn cái nào, ta học cái nào nhỉ? Thầy bảo cái nào thì nó hay dùng hơn. Ok, so we have to use upper point endpoint only, meaning we have to make the equals at the upper limit. Ok, so choose it. We have to upper endpoint only. Click on that. Okay, and then you just hit OK. And then you just hit OK. So you can see, I mean the Minitab win creates one more column, and it's called recorded PDF DBH. That's it. So today we stop here. So I want you to save it. Guys, remember, click on save. Because next week I want you to open it again. Tức là các trò phải nhớ nó vào nhé, để tuần sau thầy sẽ bắt các em mở ra. Còn tuần này thì ta sẽ nghỉ ở đây thôi đã. Đúng rồi, như em thấy ở kia thì nó sẽ ra bao nhiêu. Khi đấy ấy, tức là nguyên lý của máy rất là tốt, tức là khi đấy nguyên lý của máy là nó sẽ tự động nó đẻ ra thêm một cột nữa. À, tức là thầy sai, thêm một tổ nữa. Tức là nếu mà làm chuẩn trong cái phần lý thuyết của chúng ta ở đây này, phần lý thuyết này này, đó, thì nó sẽ tự động tạo thêm một hàng nữa ở đằng trước cái hàng này. Tức là tổ đằng trước hàng này. Và cái tổ đó chỉ có một giá trị. Đây, chọn nhìn lên đây thầy sẽ chỉ. Đây, nó sẽ tạo thêm, nhìn lên trên màn hình thầy bảo, nó sẽ tự động tạo thêm một tổ nữa ở đằng trước này, tên là 6.1 và dưới nó sẽ là 5.0 trừ 1.1. đó, nó sẽ tự động tạo thêm một cái tổ này nữa và nó sẽ kiểm phiếu giá trị giữa tổ ở đây là hai thằng cộng lại chia 2. Đó, và nó sẽ kiểm phiếu ở đây là có một giá trị đây và thằng này sẽ một giá trị. Sau này tí nữa máy, một tuần sau thấy máy nó làm ra, nó sẽ làm như vậy. Có nghĩa là nó không hiểu, máy nó không thông cảm gì đâu nhé. Nó cứ theo nguyên lý thôi, nó bảo là mày chỉ lấy dấu bằng ở cận trên, bỏ dấu bằng ở cận dưới. Do đó mà thằng 6.1 này nó sẽ không thể xếp vào tổ này được đâu. Hiểu không? Mà nó sẽ tự động đẻ ra thêm một tổ nữa và nó sẽ cho vào cái tổ này. Hiểu chưa? Có hiểu không? Còn mình làm bằng tay thì bởi vì nó có một giá trị thì thôi, thì mình gọi là linh động, mình cho là cái tổ đầu tiên là cho vào đây. Chứ còn máy thì nó không hiểu đâu, máy tí nữa nó tự động tạo ra một cái tổ này nữa. Đây, nếu các trò nhìn lên đây thầy bảo đây nó tạo ra một cái này. Chờ thầy một chút. Để thôi được rồi, tuần sau thầy sẽ chỉ cho. Còn cái này các em nó sẽ ra ngay. Nó tự động đẻ ra thêm một cái hàng nữa, hàng trước nữa. Ok, bây giờ thì thầy sẽ điểm danh nhá. Chờ thầy một chút rồi thầy sẽ điểm danh một tí. Ok, Mỹ Duyên. Nào bật mic lên, bật hết mic lên không thầy không nghe thấy. Mỹ Duyên có à? Thế Hiền. Không phải không? Hiếu. Ok. Hoa, Hương, Khánh, Linh, Khánh Linh, Mai, Mạnh, Trang,
Trung Văn. Vân. Yes. Vinh. Vinh. Hôm nay học chăm đấy nhỉ, hôm nay đầy đủ đấy. Mấy cái tên người học là về nhà ôn dần những cái mà thầy đã dạy đấy nhỉ, hôm sau thầy sẽ dạy tiếp. Nhập cái số ở bên trong và đọc lại những cái đấy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây và hẹn gặp lại các trò vào tuần sau. Cho em xin cái gì? Xin cái gì? Nói lại thầy không nghe được. À, ok. Okay, so thank you very much and see you next week. Bye.